chia sẻ với anh em một cây nguyệt quế 1 triệu này. Ông Hồng có mua cách đây 3 năm rồi. 1 triệu nha anh em nha, gốc rất to. Cây nguyệt quế ta này. Hoa thơm. Vâng. Ở đấy mua ngoài ngoài Lai Thành nhỉ? Hôm đào, hôm đấy đào khổ. Cây này nó cao tầm 4 mét anh em ạ. Cắt xuống còn có bằng này thôi. Ông Hồng là một trong những người yêu cây cảnh nhưng mà cũng rất yêu hoa. Đã sưu tầm cho mình một tác phẩm Nguyệt Quế có 102 đây. Đấy. Đúng là mùi thơm quyến rũ. Đây đúng Nguyệt Quế ta rồi. Nói về Nguyệt Quế thì bác nào mà đang có con cái ăn học nhá, thì em mua cho mình cái tác phẩm Nguyệt Quế này về nhà, bỏ trước nhà thì nó rất ý nghĩa. Vòng Nguyệt Quế thì luôn luôn mang đến vinh quang cho những bạn nào mà đang có xu hướng học hành nhá. Đây là những tác phẩm mà sắm về thì rất là ok. Những tác phẩm mua về là ông đã xuống phôi rồi mà bây giờ đã định hình này nha anh em nhá. Có những cái nét cắt nó rất cao, nó cao tầm trên này nhưng đã cắt đi này. Đây. Đây này, lấy lại cái tay này. Đấy, và lấy tiếp một cái tay này, nó rất côn nhá. Đấy, bông tán. Một trong những cây gọi là thiếu lữ nằm trên biển này. Với những tác phẩm nghệ thuật như này thì ông Hồng nó không thể ưa được những bóng dáng nó cao như nghênh nhá. Thì một số cây thì để nguyên nó rất là cao, một số cây là phải cắt xuống. Đây là tác phẩm ông Hồng đã cắt đi rồi. Ở bên kia đang đục cắt kia. Hôm nay tôi quay hoa là chính thôi, chỉ đệm vào những một số tác phẩm đấy nhá. Tiếp theo là một tác phẩm lộc vừng dáng quân thụ. Con này ngày xưa mua 4,5 triệu. Rất là đẹp nhá, lộc vừng. Con này không biết mua 4,5 triệu thì có đắt không nhá, hay là 5,5 triệu tôi không nhớ đâu. Nó cho anh em xem là lộc này. Đúng là lộc vừng có khác. Tranh thủ lúc các sếp đang đục đẽo cưa cắt ngoài kia thì chúng tôi sẽ ghi hình một tác phẩm sumo, một trong những cây xanh. Con này con điền hạt nhé. Con này ông Hồng giao dịch của ông kền với giá là hơn 3 triệu này anh em này. Cũng được 4 năm rồi, 3-4 năm rồi. Về đang là nuôi này. Và rồi nuôi được cái cút này. Đó, đường cắt quá. Đó. Tay này nó mà to được nha, chết tiền cây này. Anh em xem kỹ nha. Đấy. Mụn nhiều quá. Đúng rồi. Con sumo này có bán không nhỉ? Con sumo trước mắt này cũng chưa muốn bán mấy. Chưa muốn bán mấy đây anh em ạ, vì đang nói chung là nếu bán thì bán lời chứ cậu hú non. Bây giờ là mình mua này có bằng lấy tiền thôi. Nói thật là có một số anh em giả gấp đôi rồi nhưng mà thực ra chưa có ý định giao lưu nhá. Đấy nhá, không phải là cây nào mà cũng bán đâu. Một số cây thì ông Hồng đây này anh em biết là một năm ông giao dịch về rất nhiều. Thì mua tạo thú vui là chính thôi. Nghề nghiệp của ông là một trong những người quay phim chụp ảnh, phóng viên nhé. Thì làm chuyên quay phim cho những cái đám cưới rất là to ở đất Nga Sơn này. Đấy,
Bảo bán mà ông là chưa muốn bán đâu. Con này là, nói chung là ông nuôi được cái ý tay này, ông nuôi được cái rễ này, sau này có ý cây này gì đến cuối năm là cuối cái năm là nó to đúng không? Cái này nhiều. Liệu có to hơn không? To hơn, sẽ to. Đấy, thả được cái rễ đúng không? Thì cái này to hơn một cái thì cây này giá trị nó lại khác đi. Ờ. Bây giờ bán là hơi bị lúa non tí. Đấy, nhưng mà đấy này. Đã xác định chơi là ăn chơi là không sợ mưa rơi tốn kém. Phải giơ được cái kéo như nào. Đây này, chia sẻ vừa đập hộp này. Vừa đập hộp xong nhá. Đấy là cũng phải là người ăn chơi nó mình điên cưa kéo là đi hội chợ nào thì anh em biết là ông Hồng cũng mua rồi, nhưng mà hôm nay đã đặt ở máy bên Nhật về. Đây. Cũng đã được tiệt trùng rồi nhá. Hàng sách tay thì chặt về đây. Khử trùng chưa? Khử trùng đấy, rồi. Đấy, dịch Covid này chúng tôi đã khử trùng xong hết rồi. Những cái con này thì đấy, nói chung là giá trị nó cao đúng không? Ông thì tỉa một tí cành trên là có chắc được đây này, một cái tí nữa thôi. Đây, úi dồi. Đúng là nó quá sắc luôn nha anh em nhá. Khủng hẳn đâu. Khủng hẳn, khủng hẳn. Úi đấy. Đấy. Thôi được rồi. Cái cây này thì đang còn chăm sóc mà. Đấy. Đúng là sắc, kéo sắc có khác. Nhưng mà cái kéo đấy xong phải cất gọn lại chứ. Đấy, ngoài vườn thì tôi xem cho anh em xem cái hộp cưa kéo của ông Hồng nó quá nhiều luôn. À, một tác phẩm si nhá, tuy nhỏ bé này thôi nhưng ông Hồng đã giao dịch của anh Tiến Mai, nhà vườn Tiến Mai với giá là 7 triệu. À, 7 triệu nhá. À, trước khi mà chưa sốt si thì ông Hồng cũng đã thích si rồi và cũng đã mua nhá. Những cây này ngày xưa chúng tôi mua thì chúng tôi nói là quá là đắt, nhưng bây giờ thì đối với một số anh em thì nó rẻ thôi. Con này búp đỏ nhá. Đó. Người đắt hay rẻ là do cái người chơi người ta sở hữu thôi. Còn một số anh em mà mình không chơi hoặc mình chỉ thấy cái giá trị của nó quá tầm thường thì đấy là một mình nghĩ thôi, chứ còn thực ra những người mà để mà sưu tầm những cái gốc này thì bây giờ là người ta đánh giá rất cao. Đó. Giá trị của nó thì không quy đổi theo vấn đề là thích hay không thích. Nếu mà người ta đam mê, người ta thích thì người ta muốn lấy, còn những người mà người ta không thích ý, thì người ta nói là đây chỉ là một cái gốc tầm vài trăm ca thôi. Thì cái đấy là cũng là đúng, chứ không phải là không đúng nhá. Thì có một số mà cái cây xanh Tiên Lão Giáng Trần 16 tỷ vừa giao dịch rồi. Nếu một số anh em thì nói là ảo, nhưng mà thực ra là nó cũng có tiền tỷ đấy, nhưng mà không biết là ảo ở mức độ nào thì anh em đấy vào đấy mà chém gió nhá. Còn mà với những người ta có tiền, người ta muốn sở hữu thì mình cũng không thể dạy được những người có tiền được. Người ta luôn luôn yêu cây và người ta muốn sở hữu. Thì cái từ sở hữu ở đây thì người ta sẽ mua bằng được nhá. Giá trị của anh Chí anh lấy cái tác phẩm Tiên Đạo Giáng Trần đó thì anh em biết. Quá là khủng luôn. Đấy nhá. Rồi. Đấy, một ngày gần nhất thì Trung Bonsai sẽ ghép một số cây sứ để cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Ở đây là cây sứ trắng, dòng sứ Thái, đấy, cánh kép. Đấy, đang nở rất là đẹp. Thì Trung Bonsai sẽ chọn cho mình cái mầm tốt nhất. Đấy, mình sẽ ghép lên cây sứ ở nhà nhé, cho anh em tham khảo. Cũng như là học hỏi kinh nghiệm của anh em nữa thì mình cũng đã ghép một số tác phẩm. Giấy đỏ sắc pháo. Con này mua có 300k. Đó. Cái giá mà chúng tôi mua thì chúng tôi luôn báo cho anh em biết nhé. Còn khi mà ông Hồng bán bao nhiêu chúng tôi biết được. Đấy, được chạy rất khó chịu con này. Một trong những con xanh giấy đỏ sắc pháo quá là già luôn. Độ chạy nghệ thuật của nó cao. Mua có 300k này. Nói 300k thì cũng không đúng, mà 350k thuê luôn cả công trở về nhé. Đó, những cây to như thế này thì chỉ mua có vài triệu thôi. Những cây nhỏ thì mua rất là nhiều tiền. Những cây to này chỉ 2-3 triệu là đã có một cây này nhá. Đó, lúc mua về nó rất rẻ thôi. Đấy, hình như mua cây này có 2 triệu rưỡi này. Năm điền xịn nhá. Đó. Đây, quay lại với tác phẩm Nguyệt Quế để cho anh em tham khảo nhé. Với những tác phẩm Nguyệt Quế này thì giá trị của nó cái thời trước thì nó không cao, nhưng bây giờ thì một số anh em đã thổi hồn được cho nó rồi. Đặc biệt là một cây Nguyệt Quế này tôi với ông Vũ Sóng Hồng đã phải đa phủ Vũ Sóng Hồng đây đã phải ra tận Ninh Bình và cũng đã mua về của nhà dân về. Đó, 1 triệu thôi. Hoa này, chơi hoa là chính. Thơm đúng là không thể cưỡng được. Chờ có triệu mốt rồi. Đấy, triệu mốt thì chắc là không ra đâu.
Về đang hoa về mình khó mua lắm. Đó. Anh em chúng tôi đang gạ nhưng mà thực ra là chờ hết hoa thì mới gạ được. Đấy. Đấy nhá. Còn rất nhiều tác phẩm của ông Hồng nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ tới anh em nhưng mà chờ ông cắt đã. Vì cái biệt hiệu của ông không phải là về mua về để mà cắt đâu. Có những cây có thể cắt được, cũng có những cây không thể cắt được. Vì thực ra là cây cối nó muôn vàn lắm. Thì anh em chúng tôi cũng xin được dừng video đây để chuyển sang video thứ hai nhé. Cũng rất mong anh em vào xem và đừng quên chém gió ở bên dưới để cho chúng tôi biết được cái giá trị đích thực của những tác phẩm nhé. Xin thân ái chào tạm biệt anh em. Nam Điền Sumo. Đấy bên nào còn Sumo. Đấy. Nếu mà nói rẻ thì con này có 100k thôi này. Đấy, bán 100k đây này. Nhưng mà cuối cùng là cũng kinh biếu luôn. Đấy, có 100k một tác phẩm như này. Lá rất đẹp đúng không nhỉ? Con này để nguyên lá được nó cũng đẹp rồi. Đấy nha, bệ bãi. Đấy, lá mua của anh Phong đầu cống này. Đấy, giá 100k nhé. Đấy, không nói sai thế nào thì anh em có thể tham khảo giá thôi. Đây là con xanh quê. Lá đẹp, lá ớt. Được 200k không? Bây giờ chắc phải hơn rồi. Mang hai cái cấu Nhật ra cắt rồi. Ổn rồi đấy. Con này 1 triệu có người lấy đây. Có ông hiệu thôi bây giờ. Thì... bây giờ đấu giá cho chúng ông hiệu nhắm lấy đây này. Một trong những người này nắng gần 40 độ nhưng anh vẫn mặc cái áo rất là đẹp để đi quay nhá. Thì anh em nào vào kênh Bonsai Chính Hiệu rồi thì nhớ xem và nhớ ủng hộ anh em chúng tôi bằng cách ấn nút đăng ký nhá. Vì anh Hiệu anh đi rất nhiều. Cái thời gian anh Hiệu anh đi là rất là xa. Nam Định, Phủ Lý, Thái Bình nó đã đi hết rồi. Đấy, cái thời gian phục vụ anh em là sẽ đến tận vườn. Thì anh em nào mà đam mê cây cảnh cũng như muốn ghi lại những hình ảnh tốt đẹp nhất thì liên lạc trực tiếp anh Hiệu theo số điện thoại. Anh Hiệu có nhớ số điện thoại không nhỉ? Số điện thoại ở trên video mà anh Trung. Video nhưng mà nhiều người người ta cũng không rõ đâu. 0986263363. 0986263363 nhé. Đấy là số điện thoại của Bonsai Chính Hiệu nhé. Đó, thì anh em liên lạc trực tiếp với Hiệu là xem là cái thời gian rảnh anh có đến phục vụ anh em được không? Cho anh Trung quay lại cái này tí này. Rồi. Một con này hai mặt đều đẹp. Hai mặt à? Đây này. Tôi dừng video rồi nhưng mà đây. Đây mặt thứ nhất này. Đấy. Rồi. Thứ nhất nha. Rồi. Đấy. Đây mặt thứ nhất này. Rồi, ok. Bỗng. Ok. Mặt thứ hai này. Rồi, ok. Thứ hai cũng đẹp như thường, cũng như nhau. À, hẹn anh em ở video sau nhá. Thôi cái này để vậy thôi. Cắt tiếc lắm. Đây cây nhưng mà dự án thay đổi không? Nhưng mà nhìn thấy cái thế này cũng có vẻ ổn.